Mẹ Gì? chừng nữa mẹ mà có già có bệnh đó mà, con Ừ. Út Mi chích thuốc cho mẹ nha, Út Mi muốn trở thành bác sĩ lắm á. Trời ơi, vậy đó ha. Trời ơi, mà sau này Út Mi mà có bệnh mẹ cũng lo cho Út Mi mà, lo chu toàn luôn á. Còn Út Mi mà hổn là lì là mẹ quánh đòn cho chết mẹ ra luôn á. Còn nữa, mẹ mẹ mà lì á là Út Mi đẩy mẹ lên núi luôn, rồi đẩy xuống vực thẳm cho chó sói ăn thịt bà luôn. Trời ơi, nhỏ này nó hổn trời. Hắn đàn ơi. Ai kêu mẹ nói Út Mi lì chi? Nói cái gì đó là mẹ ví dụ mà. Không, mẹ nói Út Mi lì á. Nhỏ này. Út Mi, chưa ăn cơm này chiều cũng đi học nữa trời. Không ăn, giận rồi, nghỉ học luôn. Bây giờ mẹ không ăn đúng không? Đúng vậy. Nhà hết gạo rồi, có gạo đâu nữa ăn. Vậy sao mẹ kêu Út Mi ăn cơm? Tròn 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 Việt Nam tròn. Thôi mẹ xin lỗi nha, mẹ xin lỗi, đi đi, bây giờ mẹ dẫn con đi ăn này chịu không? Không, Đi, đi ăn đi, mẹ xin hôn lỗi. miếng, còn Đi. hôn mẹ nữa. Đi. Ngon không? Sao ăn thấy ngon không? Nhưng mà cái này là cái gì vậy mẹ? Cái này là thanh cua của Mitsui. Con biết hả, cái này là snack tiện lợi, con có thể ăn liền luôn. Cái này là chất lượng đến từ Nhật Bản, là lựa chọn lành mạnh, phù hợp với chế độ ăn uống dinh dưỡng nè. Rất tiện lợi cho người bận rộn, dễ dàng mang đi sử dụng ngay lập tức luôn. Mà con biết không, chất lượng Nhật Bản, sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn khắt khe, đảm bảo độ tươi ngon với lại an toàn nha. Sản phẩm nó đang có mặt trên hệ thống của cửa hàng siêu cây á. Mua rất là tiện luôn. Có 3 loại nè, thanh cua 30g, thanh cua nhân phô mai 30g, thanh cua vị chai mala 30g, mới ra mắt tháng 7 luôn á. Đây cho mẹ miếng thôi. Không được. Vậy thôi cho này. Không, ngon lắm. Con nhỏ này nó ham ăn dưới trời, cho ăn cái này cũng không được mà cái ăn cái kia cũng không được. Trời ơi mày. Hết rồi còn quần què gì nữa đâu. Trời ơi, nhỏ này lo xa ghê trời. Hết cái này mẹ dẫn con đi mua chỗ khác. Thiếu gì? Nào là có ở siêu cây nè, GS25 nè, Family Mart nè, Mini Stop. Thiếu gì? Đã đóng nó chưa. Nè, giờ cái này của mẹ nha. Không,